Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 12 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, một nữ kháng hộ công Indonesia ở huyện Vân Lâm thu thập clip ghi lại cảnh chăm sóc cụ bà hàng ngày, sau đó tự edit thêm lời thoại và làm thành một video, nhưng không ngờ video này đã bị chia sẻ lên mạng xã hội, làm cộng đồng mạng rất bức xúc, nghi rằng kháng hộ công này ngược đãi cụ bà. Nhưng chủ lao động chứng thực, video này cả gia đình đều từng xem qua, đảm bảo không hề có việc ngược đãi. Hy vọng mọi người ngừng chia sẻ nội dung gây hiểu lầm này. Hình ảnh cho thấy một cụ bà bị người chăm sóc dùng dây trói vào ghế và có cảnh bà nằm ngủ ngay trên sàn nhà. Gần đây, một số người đã chia sẻ đoạn clip này lên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận và cho rằng người kháng hộ công này đã ngược đãi bà cụ. Phòng quản lý lao động cho biết cô kháng hộ công này đến Đài Loan làm việc từ năm 2018. Đến tháng 4 năm ngoái thì được chuyển đến chăm sóc cho cụ bà 92 tuổi ở huyện Vân Lâm. Tuy nhiên do cụ bà bị mất trí nhớ nên thường xuyên quấy rối và cáu kỉnh vào ban đêm, cô kháng hộ công đã ghi lại hình ảnh và gửi cho gia đình. Cũng không biết bằng cách nào lại rò rỉ lên mạng. Gia đình cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm. Phòng quản lý lao động cho biết đã nhờ đồng nghiệp phiên dịch lời thoại bằng tiếng Indonesia trong đoạn clip trên. Nội dung đều là đang kể lại quá trình và tâm trạng chăm sóc bà cụ. Chủ sử dụng lao động và gia đình cũng đã xem qua đoạn clip này, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng thường ngày của bà cụ, đồng thời nhấn mạnh người kháng hộ công này không có hành vi ngược đãi. Hy vọng mọi người dừng việc chia sẻ đoạn clip trên. Cuối năm là mùa của tiệc tùng. Do thời tiết lạnh nên nhiều người thích ăn các món tẩm bổ như là vịt nấu gừng hoặc là gà nấu rượu. Nhưng điều này lại khiến cho tỷ lệ vi phạm uống rượu khi lái xe tăng mạnh. Cảnh sát nhắc nhở, sau khi uống rượu bia nên sử dụng dịch vụ lái xe hộ hoặc đi xe công cộng để tránh rủi ro đóng phạt cao vi phạm luật. Nhìn thấy chiếc xe gắn máy chạy phía đối diện có vẻ hơi lắc lư, cảnh sát liền quay đầu và đuổi theo. Sau khi bị cảnh sát chặn lại, qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người này lên đến 0,75mg. Khi được hỏi mới biết anh ta vừa ăn lẩu vịt nấu gừng với bạn bè và đang trên đường về nhà. Người đàn ông trên bị buộc tội gây nguy hiểm nơi công cộng vì điều khiển xe sau khi uống rượu bia. Chỉ tính riêng chi cục cảnh sát Lũ Trâu thành phố Tân Bắc, trong năm nay đã ghi nhận 640 vụ vi phạm. Cảnh sát nhắc nhở thời điểm cuối năm là mùa của tiệc tùng và tụ họp, cộng thêm thời tiết lạnh, người dân thường ăn các món tẩm bổ nấu với rượu như gà nấu rượu hay lẩu vịt nấu gừng. Như thế rất có thể sẽ bị vượt quá ngưỡng kiểm tra nồng độ cồn. Các chi cục cảnh sát tại thành phố Cao Hùng cũng ghi nhận nhiều vụ vi phạm tương tự, cũng có trường hợp tự gây tai nạn do say rượu, vì thế nhắc nhở người dân chú ý không lái xe sau khi uống rượu bia và cũng tuyên truyền kêu gọi nên tìm đến dịch vụ lái xe hộ. Nếu không yên tâm, hãy để xe dừng ở ngoài, bạn có thể chọn dịch vụ trả xe, chỉ cần gọi điện thoại đến đại lý, đại lý sẽ đưa bạn và xe cùng an tâm đưa về nhà. Cảnh sát nhắc nhở sau khi uống rượu bia, ngoài việc lựa chọn dịch vụ lái xe hộ, cũng có thể chọn cách gọi taxi hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Không những có thể tránh được việc bị phạt, đồng thời có thể giúp tạo ra môi trường giao thông an toàn. Đợt rét đậm đang bao trùm toàn Đài Loan. Tối nay càng về đêm càng lạnh. Sở khí tượng nhắc nhở, từ đêm nay đến sáng sớm mai sẽ là thời điểm nhiệt độ chạm mức thấp nhất trong đợt rét lần này. Trung Bộ trở lên phía Bắc có khả năng xuất hiện nhiệt độ dưới 10 độ C. Mưa băng cũng đã bắt đầu rơi trên đỉnh phía bắc núi Ngọc Sơn vào buổi trưa hôm nay. Trạm khí tượng núi Ngọc Sơn cho biết vào thời điểm gần buổi trưa hôm nay, trên núi đã xuất hiện mưa băng. Núi Thái Bình, huyện Nghi Lan sáng nay ghi nhận nhiệt độ 2 độ C, cả ngọn núi chìm trong sương mù. Nhiều du khách lên núi từ sớm để đợi ngắm tuyết. Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay hiện đang dịch chuyển về miền Nam. Khu công viên Phu Quê, Tân Trúc sáng nay ghi nhận nhiệt độ 9,4 độ C. Trong những ngày tới, nhiệt độ toàn Đài Loan sẽ tiếp tục giảm. Tối thứ năm cho đến sáng sớm thứ sáu là thời điểm lạnh nhất của đợt rét lần này. Chỉ trong vòng 3 ngày, Cục Phòng cháy chữa cháy Đài Bắc đã nhận tổng cộng 19 thông báo bệnh nhân ngừng tim ngoại viện OHCA. Đêm Giáng sinh vào Chủ nhật tuần này, Đài Loan lại đón một đợt không khí lạnh tràn về. Nhóm người có chỉ số huyết áp, đường huyết, cholesterol cao cần đặc biệt lưu ý làm tốt công tác giữ ấm. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 2024 đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Buổi phát biểu phương châm chính sách đầu tiên của ba ứng cử viên tổng thống đã diễn ra vào tối hôm qua. Ứng viên của ba đảng phái đã có cuộc giao tranh cực kỳ gay gắt về lập trường hai bờ eo biển, những vấn đề nổi bật trong nước cũng như các vụ án tham nhũng gây tranh cãi.
Trong buổi phát biểu phương châm chính sách đầu tiên mở đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ứng cử viên của ba đảng phải đã giao tranh với nhau khá gay gắt, từ lập trường về hai bờ eo biển cho đến những vấn đề nổi cộm trong nước. Thông qua ba vòng phát biểu, ba ứng cử viên đã có cuộc đối đầu trực tiếp lần đầu tiên. Ông Hồ Hữu Nghi đeo kính sử dụng tiếng Trung xen lẫn với tiếng Mân Nam để tạo cảm giác gần gũi. Ông Lại Thanh Đức thì đeo cà vạt màu tím, màu may mắn của ông, và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chủ động đề cập đến vụ bê bối ở quê nhà. Còn ông Kha Văn Triết đeo huy hiệu Trung Hoa Dân Quốc, hạn chế công kích đối thủ mà thay vào đó là tập trung vào việc phát biểu chính sách của mình. Buổi phát biểu chính sách lần này mặc dù không có phần chất vấn chéo, nhưng cả ba đảng vẫn công kích lẫn nhau trên các vấn đề như tham nhũng, chính sách nhà ở và cải cách tư pháp. Hai buổi phát biểu chính sách còn lại sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 26 và 28. Ngoài ra, buổi phát biểu chính sách của các ứng cử viên phó tổng thống cũng dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 22. Lễ Giáng sinh năm 2023 đúng vào dịp cuối tuần này. Ngôi làng Santa Claus ở đất nước Phần Lan, cứ vào tháng 12 hàng năm, du khách khắp nơi trên thế giới đều nườm nượp ghé thăm ngôi làng quê hương của ông già Noel. Năm nay, sân bay địa phương tăng cường thêm 13 chuyến bay, ước tính sẽ giúp cho Phần Lan đón thêm 45.000 lượt du khách. Máy bay từ từ hạ cánh, đường băng phủ tuyết trắng xóa, ông già Noel đứng vẫy tay chào đón du khách đến với Phần Lan. Cứ vào tháng 12 hàng năm, sân bay gần nhất với làng Santa Claus, vùng Lapland trở nên vô cùng tấp nập, chào đón đông đảo du khách ghé thăm. Sau dịch bệnh, năm nay Phần Lan đón Giáng sinh tưng bừng hơn cả năm ngoái, tăng cường thêm 13 chuyến bay chào đón du khách toàn thế giới. Trong khi đó, trẻ em khu vực Âu Mỹ cũng bận rộn không kém. Những ngày trước Giáng sinh, các bé tất bật gửi thư xin quà đến cho ông già Noel. Nhân viên bưu điện mỗi ngày nhận đến khoảng 30.000 lá thư, sau đó phải làm công tác phân loại, vô cùng bận rộn. Bưu điện còn nhận được thư của trẻ em Ukraine với nội dung mong ước chiến tranh mau kết thúc để thế giới được trở lại với hòa bình. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt đài truyền hình BTS Đài Loan. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị đón xem những hình ảnh của Viện Hải Dương ở London. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.